quý vị và các bạn, ngày 12 tháng 3, Sở Y tế Bình Thuận đã có báo cáo gửi Cục Quản lý Y Dược Cổ truyền Bộ Y tế về tình hình hành nghề của ông Võ Hoàng Yên ở xã Gia An, huyện Tánh Linh. Theo báo cáo ngày 12 tháng 3 của Sở Y tế Bình Thuận, ông Yên được Sở cấp chứng chỉ hành nghề ngày 8 tháng 11 năm 2018, phạm vi hoạt động, chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền. Quá trình cấp chứng chỉ hành nghề của ông Yên được thực hiện đúng theo quy định. Ông Yên tốt nghiệp trung cấp y sĩ y học cổ truyền do trường trung cấp Tuệ Tĩnh Thanh Hóa đào tạo và cấp bằng ngày 14 tháng 7 năm 2017. Ông Yên đến trung tâm y tế Hàm Tân, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận thực hành khám bệnh chữa bệnh tại khoa y học cổ truyền do bác sĩ Lê Trung Nhật hướng dẫn, thời gian từ 20 tháng 9 năm 2017 đến 20 tháng 9 năm 2018. Sau thời gian thực hành, trung tâm y tế huyện Hàm Tân xác nhận quá trình thực hành của ông Yên với năng lực chuyên môn khám bệnh chữa bệnh bằng phương pháp y học cổ truyền. Về quá trình hành nghề, ông Yên tham gia làm việc tại hai cơ sở. Thứ nhất, tại cơ sở Phước Thiện Hưng An Tự ở huyện Tánh Linh do Sở cấp ngày 18 tháng 10 năm 2013, người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật là ông Nguyễn Bửu, hình thức tổ chức phòng chẩn trị y học cổ truyền. Ông Yên tham gia làm việc từ ngày 20 đến ngày 30 hàng tháng và thời gian bắt đầu từ ngày 20 tháng 1 năm 2018 đến nay. Thứ hai, tại phòng thuốc Nam Phước Thiện Hưng Nghĩa Tự ở huyện Hàm Tân do Sở cấp ngày 2 tháng 1 năm 2019, người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật là bà Lê Thị Thu Hương, hình thức tổ chức cũng là phòng chẩn trị y học cổ truyền. Ông Yên tham gia làm việc từ ngày 1 đến ngày 10 hàng tháng và thời gian bắt đầu từ ngày 2 tháng 1 năm 2018 đến nay. Ngoài hai cơ sở trên, ông Yên không đăng ký hành nghề tại cơ sở khám chữa bệnh khác trên địa bàn Bình Thuận. Sự việc ông Võ Hoàng Yên bị tố giác lừa đảo hàng trăm tỷ, dàn dựng cảnh chữa bệnh nan y nhằm đánh bóng hình ảnh vừa gây chú ý của dư luận. Phóng viên VTC đã có mặt tại Hà Tĩnh, nơi ông Võ Hoàng Yên từng được tỉnh Hà Tĩnh đặc cách cấp phép một trung tâm phục hồi chức năng và dưỡng sinh khi chưa có chứng chỉ hành nghề, để tìm hiểu về quá trình khám chữa bệnh của người đàn ông được mệnh danh là thần y này. Đây là trung tâm phục hồi chức năng và dưỡng sinh Võ Hoàng Yên với diện tích hơn 2 hectare, đóng tại xã Cẩm Vĩnh, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Năm 2012, trung tâm này đi vào hoạt động với hình thức xoa bóp bấm huyệt để điều trị các bệnh nan y như cầm điếc, bại liệt, thoái hóa. Mỗi lần chữa trị có giá 100.000 đồng. Theo đó, từ ngày 20 đến ngày 30 hàng tháng, ông Võ Hoàng Yên cùng những người giúp việc cho mình sẽ tới đây khám và điều trị bệnh cho người dân. Tuy nhiên, tháng 4 năm 2016, trung tâm này đã dừng hoạt động. Về số lượng khách đấy thì rất là đông, nói chung là có khoảng mấy ngàn người. Mỗi ngày bình quân là chữa từ 3 đến 500 người. Còn bệnh đến đấy thì nói chung các bệnh hầu như là về cấm điếc, bại liệt, rồi là bại não, rồi là nói chung rất là nhiều loại bệnh. Nhưng mà hầu như đến đấy thì những cái loại bệnh đó là nói chung là hầu như là có lẽ các cái bệnh viện hàng đầu là chắc là bỏ tay. Thế thấy cái quá trình về đấy thì nói chung người rất là đông, nói chung là từ là Nam Bắc rồi là có cả là người nước ngoài. Người hoạt động là vì ông đến ít quá, vì có nhiều khách quan của ông thì mình không thể biết được. Nhưng mà vì một cái thời điểm ông đến thì tự nhiên ông bảo là ngừng không hoạt động nữa thì bàn giao lại thì thôi, chứ cũng Hà Tĩnh biết làm sao được. Được biết vào năm 2011, ông Võ Hoàng Yên được mời về Hội Đông y Hà Tĩnh để phục vụ công tác khám chữa bệnh và được kết nạp là thành viên của hội. Đầu năm 2012, ông Võ Hoàng Yên được tỉnh Hà Tĩnh giao đất để mở trung tâm phục hồi chức năng và dưỡng sinh. Tháng 7 năm 2012, trung tâm chính thức đi vào hoạt động. Thế nhưng, phải đến tháng 10 năm 2015, trung tâm mới được Sở Y tế Hà Tĩnh cấp phép. Đáng nói, trong quá trình hoạt động khám chữa bệnh tại Hà Tĩnh, ông Yên cùng nhiều người ở trung tâm không hề có giấy phép hành nghề và bằng cấp liên quan. Khi chữa khỏi điều trị, thì bọn anh chỉ là cho phép ông hoạt động trên địa bàn Hà Tĩnh bằng một văn bản. Lý do tại sao không có chứng chỉ hoạt động anh nhỉ? Khi lý do không có chứng chỉ bởi vì cái ông này được đẩy lên thì cái cục không cùng là cả cái hoạt động đóng thì nó lớn rầm rộ. Để ông hoạt động hợp thức pháp tại Hà Tĩnh thì sở để cho phép ông một cái văn bản mà quyết định làm công tác giấy ở bệnh viện.
Theo báo cáo số 65 ngày 15 tháng 1 năm 2016 của Sở Y tế Hà Tĩnh, từ tháng 7 năm 2012 đến tháng 1 năm 2016, trung tâm của ông Võ Hoàng Yên đã khám và điều trị cho 50.684 lượt người. Theo đánh giá của Sở Y tế Hà Tĩnh, sau điều trị, một số người bệnh đã được chữa trị hiệu quả, bệnh thuyên giảm tốt. Thế nhưng, khi phóng viên liên hệ với nhiều người từng được chữa trị tại đây, thì kết quả lại không như vậy. Năm trước còn có đem đi ra chữa Võ Hoàng Yên, thì vổ tai, thì kéo lưỡi bấm huyệt, nhưng mà về không có biểu hiện chi cả. Chưa có thay đổi chứ? Dạ, không có thay đổi chứ cả. Nghe người nói là ông Võ Hoàng Yên là chữa giỏi được các bệnh, thì ba cũng đưa cháu đi vô chữa bệnh, mà sau một thời gian chữa rồi cũng thấy chỉ tiền cả, thì vợ thì quần lũ rồi, không đi được nữa. Thế sao chứ con về cùng vẫn bệnh tật ra rửa chứ, không giảm được tìm hốc ạ. Ngoài việc đặt cách cho ông Võ Hoàng Yên mở trung tâm này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh còn ra quyết định cấp 64.294 m2 đất cho ông Yên tại thôn 12 xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên để xây dựng trung tâm phục hồi chức năng, điều dưỡng và trồng vườn thuốc nam để phục vụ việc khám và chữa bệnh cho người dân trên địa bàn. Mới đây, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa có thư mời bà Nguyễn Phương Hằng, vợ ông Huỳnh Uy Dũng, tức Dũng Lò Vôi, lên làm việc xung quanh nội dung tố cáo ông Võ Hoàng Yên lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sáng ngày 10 tháng 3, bà Nguyễn Phương Hằng, vợ ông Huỳnh Uy Dũng, tức Dũng Lò Vôi, chia sẻ trên trang cá nhân cho biết, vợ chồng bà vừa nhận được thư từ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh mời đến làm việc liên quan đến nội dung tố cáo ông Võ Hoàng Yên. Theo nội dung thư mời, thời gian buổi làm việc vào 13 giờ chiều ngày 10 tháng 3. Đây là buổi làm việc chính thức đầu tiên của bà Hằng với cơ quan công an kể từ khi bà gửi đơn tố cáo ông Võ Hoàng Yên. Trước đó vào ngày 3 tháng 3, bà Nguyễn Phương Hằng đã nộp đơn lên Công an Thành phố Hồ Chí Minh để tố cáo ông Võ Hoàng Yên về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bà Phương Hằng cho biết, việc tố cáo này do ông Yên đã có hành vi lừa đảo vợ chồng bà để ăn chặn tiền từ thiện cứu trợ bà con miền Trung trong đợt bão lũ vừa qua, qua hoạt động xây một cơ sở thờ tự tại Bình Thuận và các hoạt động khác. Cũng theo bà Hằng, bản thân bà đã chuyển tiền đến tài khoản cha vợ của ông Yên. Sau khi phát hiện hành vi lừa đảo của ông, bà đã yêu cầu người này trả tiền và nhận lại 12 tỷ đồng. Bà Hằng cũng cho hay, đến nay bà đã chuyển cho những tài khoản do ông Yên và những người gửi cho bà với tổng số tiền lên đến 152 tỷ đồng, có đầy đủ chứng từ chuyển tiền. Qua đơn tố cáo, bà Hằng đề nghị cơ quan cảnh sát điều tra, Công an Thành phố Hồ Chí Minh khởi tố vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản, khởi tố bị can đối với ông Võ Hoàng Yên và những người liên quan, đồng thời điều tra và truy thu lại toàn bộ số tiền mà bà đã chuyển cho nhóm của ông Yên. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cập nhật của VTC Now ngày 12 tháng 3. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.